một. Chú nào không? Chú nào đây? Con này. Cắt đẻo luôn. Thiệt mẹ mình này, gà hút hai điếu này nè. Thôi anh. Quá. Kêu không? Kêu chưa? Rồi. Quá nghe. Thế Bần ạ, địt mẹ mày. Mày đụng với anh em Thanh Hóa tao nha. Đầy đủ hết rồi này. Chỉ cần mày địt mẹ nói tên, địa chỉ. Tao mày địt mẹ bắt. Mày bắt tại gà, lại bắt tại bàng nha. Ở đất kép. Bố mày sẵn sàng địt mẹ mình dùng súng bắn thương nha. Đưa súng đây. Mấy thằng đứng này chờ tao nha. Tôi quay ra đây. Bắt được nó gọi. Đi, đi, đi. Mày, mày, mày. Hôm nay bố bắn chết tôi luôn. Ông mẹ chết chết mày nha. Mày là quỷ áo mày. Đừng tính hóa mày. Nghe chưa? Tính hóa mà mày đang vừa đó. Thằng Xê Văn rồi. Nhìn qua ký lại đi. Mày... Thằng Xê Văn rồi. Tìm thấy nó chưa? Chưa. Mày bắt được cái đâu chiếm chết thằng Xê Văn rồi đấy nhá. Chết rồi. À. Tập trung xếp hàng lại nào. Ngồi hết xuống. Thằng Xê Văn nãy giờ tìm ở những quận nào rồi? Con Giếp. Con bà 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 con bà